Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị thi công dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn giai đoạn 1 đang tất bật hoàn thiện thi công mặt đường, lắp đặt giá lâm môn, hệ thống đèn tín hiệu, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn giai đoạn 1 từ ngã tư đường Bùi Quốc Hưng - phường Thọ Quang đến ngã tư Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài gần 5 km, được triển khai thi công từ đầu tháng 12 năm 2020. Theo giải pháp thiết kế, sẽ tháo dỡ toàn bộ hiện trạng giải phân cách biên và thảm bê tông nhựa phần mặt đường mở rộng. Để tăng bề rộng đường gom, bố trí giải phân cách biên mới bằng cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép, hạ ngầm các hố ga hiện trạng trên giải phân cách biên, di dời hệ thống điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng khác. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thời tiết mưa liên tục không đảm bảo kỹ thuật cho thảm bê tông nhựa phần mặt đường, nên các tổ thi công tập trung xử lý thoát nước, hệ thống đèn tín hiệu, điện chiếu sáng. Hiện nay là công tác là hạ tầng kỹ thuật trên ngọn tuyến là cơ bản đã hoàn thành, và các trang thiết bị của đơn vị là huy động hết tất cả, và tất cả các thiết bị là thảm bê tông nhựa đồ vẫn túc trực coi như là ở công trường, và thời tiết cho phép trong vài tiếng nữa là có thể tối hôm nay để chúng tôi sẽ cái nhà tiến hành là thảm và tranh thủ thời tiết nắng ráo, được thời phút nào giờ nào là được là chúng tôi thảm giờ đó, để đảm bảo là cái nhà là thông tuyến càng sớm càng tốt và đảm bảo đúng cái tiến độ của thành phố mà phần nào giao cho. Hiện trên toàn tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn giai đoạn 1, hạng mục di dời hệ thống điện ngầm thoát nước đã hoàn tất, lắp ghép cấu kiện giải phân cách giữa, giải phân cách biên tại một số đoạn, rải xong khớp phối đá dăm, đầm nền, chuẩn bị cho thảm bê tông nhựa toàn tuyến trong tuần này. Đến thời điểm bây giờ là về mặt cơ bản cái phần móng là cơ bản là hoàn thành. Chỉ còn lại là cái hạng mục nhựa là do điều kiện thời tiết là cũng phải chờ cái nắng ráo làm để đảm bảo chất lượng của toàn tuyến. Còn những hạng mục khác là hiện tại giờ là đang hoàn thiện, cố gắng hoàn thiện. Trong vòng một tuần nữa là sẽ xong. Dự án đầu tư cải tạo toàn tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn khi hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho các loại phương tiện lưu thông thuận lợi, góp phần ổn định phát triển đời sống của nhân dân hai bên tuyến, đồng thời tạo điều kiện để hàng hóa tại cảng Tiên Sa nâng cao hiệu quả hoạt động.